nên nhân dụng cũng có thể biết nè. Dạ thôi. 2, 3, and action. Cái này đẹp thế. Bộ hơn. Nhìn nhau. Tôi chưa nhìn vô, tôi đã thấy xì rồi đó.
quay chị lên, quay chị lên. Quá cười. 5 giờ sáng rồi. Mới giờ 5 giờ sáng là tụi tôi khởi hành đó. Bây giờ là đồng hồ là 11 giờ rồi. Trời ơi, 5 giờ sáng thì tôi đi 4 giờ sáng rồi. Mày 5 giờ sáng rồi vậy? 5 giờ sáng là tôi còn chị tôi là 4 giờ sáng là đã 2 giờ ngày rồi. Rồi sau đó phải đi đồng hồ. Mọi người nhớ đón xem nha. Mọi người đã xem Hào Khí Vương Giả chưa nè? Nếu xem rồi nhớ để lại một like, một comment và một share nha.